Liền tay quá nhỉ. Này đu lên tay thế nhỉ. Vàng gớm về tới. Tay to kia. Ờ. Đấy. Mang theo một cái miếng cao hổ cho là pha chế coi như là cao hổ với cả tung trùng hạ thảo với cả mật ong với cả rượu pha vào rồi đấy phải chế ngọt chụp cứ chế uống đi đâu đấy uống mát mồm luôn. Nhà hắn là có cái nhà riêng cái cửa lò đó, là hắn bảo đây là kho Long Bình là tôi là về lấy ra hai vợ chồng hắn vợ chồng ấy ra ngoài này lập nghiệp rồi được hôm qua nó muộn muộn tôi đã về